liếm cái à. Quá thơm, lại nhức lách nữa rồi. Cầm giữ chặt cái dĩa không rớt nha. Đúng rồi, trời ơi, lại nhức nách nữa rồi. Anh đang cố gắng dây, thấy không, nhức nách rồi. Nên cái dĩa cầm nó run run. Quý vị và các bạn đến với kênh Thích Ăn Thì Nấu. Hôm nay hai anh em giới thiệu với quý vị và các bạn một món ăn chân giò sốt ớt, gồm có chân giò này, rồi tỏi này, gừng này, ớt này, cánh hoa hồi này. Hoa hồi nửa đắng nửa cay đấy quý vị và các bạn ạ. Thế cho nên là kết hợp mới lại cái món chân giò xào rồi sốt ớt này ấy, nó rất là ngon nhá. Và một chút rượu trắng đi khử mùi cái chân giò này nhá quý vị các bạn. Mình sẽ đun nước sôi lên này, mình chặt cái chân giò ra, băm rượu. Rồi mình chặt chân giò vừa ăn các bạn. Rồi. Ok, trong khi đó mình sẽ đập một chút cái hành khô ra, nát gừng. Thái lát lát này. Đúng rồi, thái nát mỏng ra. Bỏ vô để mình khử mùi. Tại vì mình trụng á, mình trụng với chân giò. Thơm không? Rồi, nước đã sôi rồi nha, mình sẽ cho một số nguyên liệu vào để khử mùi nha quý vị và các bạn. Thay sắt nát mỏng này. Đó. Mình sẽ cho gừng vô. Cho ít hành vô. Rồi, bây giờ mình sẽ cho thêm một chút rượu. Cái cách rót rượu của mình đây chỉ cho thêm một chút rượu là chỉ có dân biết nhậu mới cho rượu kiểu này nhá. Mới rót rượu kiểu này nhá. Còn chị em thì chắc nên đổ ra cái ly ra. Ý anh khoe uống rượu nhà giỏi á. Không có khoe giỏi mà mình khoe tài đó. Rồi. Trong khi đó mình sẽ đổ chân giò vào. Mình trộn chân giò này là nó thơm lắm nè. Tí nữa mình nấu nó thơm. Mình đi lâu anh? Đun nước sôi lăn tăn lên rồi một cái là cứ sủi bọt lên cái là mình sẽ vớt ra thôi. Đơn giản ha. Đơn giản, rất đơn giản, món ăn gia đình hàng ngày. Cái món này cũng nhanh gọn nhẹ lắm. Chứ nó không có cầu kỳ đâu quý vị và các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi đập tỏi nhá. Mình đập tỏi vào này. Rồi. Mình chuẩn bị tỏi gừng ha. Đúng rồi, tỏi gừng nè. Lấy vỏ này không? Rồi. Mình chuẩn bị nè, tỏi, hồi. Đó, mình chuẩn bị tỏi. Hồi gừng. Đúng rồi, gừng sắt nát mỏng á. Băm gừng luôn bạn. Ai, dầu đã nóng rồi nha quý vị các bạn, mình sẽ cho tỏi, gừng, hoa hồi. Ba cánh hả? Đúng rồi, cho ba cánh. Ba cánh thôi. Mình sẽ phi thơm lên. Thơm quá bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho ớt rồi nhá. Mình sẽ cho một chút ớt bột vào này. Bởi vì cái này món này là mình sốt mới lại chân giò sốt ớt mà. Ok. Thơm mà. Ai ăn ít cay thì ít ớt nha. Đúng rồi. Anh em mình ăn cay ít cho nên cho một xíu. Cho ít thôi, cho vừa phải. Chịt thơm. Ồ, mùi ớt xông lên đã các bạn. Bạn nào không quen là có thể sặc không? Mình sẽ đổ chân giò vào.
Nó đã vàng sụm rồi đó. Món này lại thơm ngon khó cưỡng lắm quý vị và các bạn ơi. Ok, chọn món này giảm cân nữa rồi. Đúng rồi, mình sẽ cho thêm một chút muối. Một chút bột ngọt. Và một chút tiêu. Và chút đường nhá. Cái đường này thì quý vị ai ăn thì cho thêm cũng được. Mình sẽ cho nước tương. Mình sẽ cho chút nước tương vào. Sẽ cho thêm một chút giấm. Và mình sẽ đổ thêm một chút nước. Cái nước này các bạn đừng có đổ nhiều nhá. Đổ sắp gần ngập chân giò thôi. Rồi, xong sau khi đó mình sẽ cho lửa thật lớn. Mình sẽ cho lửa lớn lên. Bây giờ nó sôi rồi nhé các bạn. Mình sẽ cho nhỏ lửa. Và khi nào nó rút hết nước, gần hết nước thì mình sẽ bỏ ra ăn thôi. Rồi, mình đậy nắp. Vặn nhỏ lửa xuống. Ok, rồi mình chờ nó gần xâm sắc hơn. Ít nước rồi mình lấy ra ăn nha các bạn. Quá đã. Món này đã xong. Nhìn ra cái màu nâu đỏ đẹp quá. Đó, bạn nào nấu giò quanh mà nấu theo kiểu này cũng được bạn. Loại thịt này nó giống như cái gì ta? Hấp có hấp gì anh? Hấp chân giò hả? Không phải hấp chân giò, cái gì phục quá. Khô nhục quá hả? Đúng không? Đúng rồi, dứa vậy. Ừ, khô nhục quá. Khô nhục quá luôn. Bạn ơi, món ăn của mình đã sắp lên dĩa được rồi. Xong rồi đây quý vị ơi. Bắt đầu mình lên dĩa nhá. Đó. Ok. Nước nó sang lại hả? Đúng rồi, nó sệt sệt thế này mới ngon này. Đã xong. Như thịt kho luôn bạn. Cái màu đẹp quá. Giờ mình chỉ còn vặn nhỏ, tắt bếp, gấp ra là xong. Này liếm cái à. Quá thơm, lại nhức lách nữa rồi. Cầm giữ chặt cái dĩa thôi rớt nha. Đúng rồi, trời ơi, lại nhức nách nữa rồi. Anh đang cố gắng dây, thấy không, nhức nách rồi. Nên cái dĩa cầm nó run run. Món ngon khó cưỡng nữa rồi. Miếng này là trước mình sẽ dành cho thằng em mình ăn mấy cơm nhá. Đó, thằng em mình nó kêu anh chặt to lên. Đó, mình phạng to lên. Món ngon đã đến rồi này quý vị và các bạn ơi, thơm lắm đó. Nó chỉ cũng ngất ngây thôi. Đó, nó rất là vàng nhá quý vị và các bạn, vàng màu cánh gián rất là đẹp. Đó. Bây giờ quá đã luôn, bây giờ chỉ còn nước thưởng thức nữa thôi. Thèm lắm rồi đó. Quá ngon, quá ngon. Trời.
Bây giờ mình đi thưởng thức đây. Xin mời quý vị và các bạn nhá. Mình xin mời mọi người nhá. Mềm chưa? Nó quá mềm. Mềm mà thơm. Thơm mùi hoa hồi. Thơm mùi của tỏi. Thơm mùi của gừng. Tuyệt vời lắm. Đó. Chẳng nghe cái rọt gì luôn. Đúng rồi, giòn tan. Quý vị và các bạn ơi, hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhé. Và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh Thích Ăn Thì Nấu nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau nhé.